Những nữ hoàng nước mắt của màn ảnh Hoa, Hàn, Việt, Thái. Cbiz có Dương Tử Nhai rộp rộp cảnh khóc khiến dàn Tiểu Hoa cùng thời hổ thẹn không bằng. Kim Ji Won là Queen of Tears hàng thật giá thật của Cbiz. Thúy Ngân được đánh giá khóc hay hơn cả Dương Tử. Bai Phơn không hổ danh mỹ nữ vạn người mê, có khóc vẫn đẹp xuất sắc. Màn ảnh Hoa, Hàn, Việt, Thái có không ít những mỹ nhân có diễn xuất tốt, đóng cảnh khóc gây cảm động. Song với nhiều người thì đây mới là những cái tên xuất sắc nhất, xứng đáng dẫn đầu màn ảnh của mỗi quốc gia. Vượt xa cả dàn Tiểu Hoa 85 lẫn những mỹ nhân đồng trang lứa như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc, Dương Tử được cho là nữ diễn viên có cảnh khóc xúc động nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Một trong những bộ phim mà Dương Tử thể hiện cảnh khóc tốt nhất có thể kể tới Hương Mật Tựa Khói Sương. Đây cũng là bộ phim giúp danh tiếng của cô tăng cao và Cẩm Mịch cũng là vai diễn được khen cả về diễn xuất lẫn nhan sắc. Trong những bộ phim tiếp theo, Dương Tử cũng khóc rất nhiều nhưng bị cho là không thể bằng Hương Mật. Sở dĩ có sự so sánh này là bởi gương mặt của nữ diễn viên sau nhiều năm đang ngày càng trở nên đơ cứng, biểu cảm mất tự nhiên. Một trong những bộ phim mà Dương Tử được đánh giá là diễn tệ nhất có nữ bác sĩ tâm lý. Cảnh khóc lóc ăn vạ của cô khiến người xem phải dùng mình vì biểu cảm bay tán loạn. Sau nữ bác sĩ tâm lý, có lẽ Dương Tử đã trau dồi diễn xuất của bản thân nhiều hơn nên đã đỡ đi một chút. Cảnh khóc ở Trầm Vụn Hương Phai hay Thừa Hoan Ký mới chiếu gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Trường Tương Tư phần 2 đang lên sóng cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Dù gương mặt còn hơi đơ và diễn xuất chưa thực sự xuất sắc, nhưng cảnh khóc của cô ở bộ phim này lại được đánh giá khá cao. Trong khi đó, màn ảnh Việt lại gọi tên Thúy Ngân cho những cảnh khóc cảm động. Thực tế thì trước đó, diễn xuất của nữ diễn viên đã gây rất nhiều tranh cãi, bị cho là thiếu tự nhiên ở những Gạo Nếp Gạo Tẻ hay Hải Đường Trong Gió. Nhưng sang tới 7 năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay, Thúy Ngân gần như thay đổi hoàn toàn và không còn là một mỹ nữ diễn đơ nữa. Ở bộ phim này, cảnh khóc và những khoảnh khắc đẩy mạnh cảm xúc của Thúy Ngân rất nhiều và cô đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một số netizen còn so sánh thêm, cho rằng Thúy Ngân khóc còn tốt hơn cả Dương Tử. Mà thực tế thì lần này, diễn xuất của Thúy Ngân đã tiến bộ không còn làm khán giả phải cay mắt như trước. Nhưng nếu để nói là hay hơn Dương Tử có lẽ còn phải chờ thêm. Nói đến nữ hoàng nước mắt của màn ảnh Cbiz thì Kim Ji Won chính là hàng thật giá thật. Diễn xuất tự nhiên, cảnh khóc khiến khán giả phải đau lòng theo, lại là nữ chính của Queen of Tears thì không lý do gì mà Kim Ji Won trượt khỏi danh sách này cả. Trước đó, trong những bộ phim mà cô từng tham gia, dù là vai phụ hay vai rất nhỏ thôi, Kim Ji Won cũng đều có được diễn xuất gây ấn tượng. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây nữ diễn viên đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả và là bảo chứng rating của màn ảnh xứ Hàn. Cuối cùng, nữ hoàng nước mắt của màn ảnh Thái Lan gọi tên Bai Phơn. Không chỉ khóc đầy cảm xúc, làm người xem phải đau lòng theo, mà Bai Phơn còn khóc rất đẹp nữa. Những cảnh đau lòng quằn quại của nữ diễn viên làm khán giả phải xót xa vì cô đã khóc mà còn đẹp. Thậm chí là chưa cần khóc lóc đau khổ quá, chỉ cần rưng rưng nước mắt thôi và Bai Phơn đã làm khối người phải động lòng rồi.